Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là mình sẽ làm một cái test hai cái tiếng reset của BK với là Rulania 7. Thì là nhiều người nói là cái tiếng BK 5 nó vẫn còn hay. Thừa nhận điều đó. Để test cho các bạn nghe Berlin test nên là mình sẽ không thu âm nha, mình đánh trực tiếp để các bạn nghe trước thôi. Cái BK 5 trước nha. Tất cả đều là 1 giờ hết, full luôn 1 giờ hết nè. Có chỉnh sửa gì hết đâu.